Vâng, em xin kính chào anh Bùi Văn Phú và anh Bùi Văn Thường. Hôm nay sẽ test hai cái mạch khuếch đại công suất Clark D 2000W, hai kênh kèm nguồn dành cho hai anh nhé. Thì giá sản phẩm bên em đang cung cấp với giá là 1 triệu 800 nghìn một sản phẩm như thế này. Đó. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendo, Shopee hoặc là Lazada nhé. Các bạn đặt hàng ở trên đấy và tìm kiếm cái từ khóa của shop bên mình có tên là linh kiện 789 nhé. Ok, thì đối với cái mạch khuếch đại 2000W này thì nó sử dụng trực tiếp cái nguồn điện lưới 220, sử dụng trực tiếp vào đây hai cái cọc màu đen đỏ. Nó cho ra hai kênh. Đó, hai kênh công suất của nó tối đa là 2000W nhé. Và ở đây em có sử dụng cái quạt tản nhiệt 24V DC. Nó cho ra cái nguồn phụ. Đồng thời nó cho ra cái nguồn điện áp đôi 15V đôi để các bạn về sử dụng có cái mạch âm sắc. Cái nguồn nhạc thì cho vào từ cái mạch âm sắc jack ba chân này. Và đối với cái mạch khuếch đại 2000W này thì nó có cái chế độ đánh cầu dồn hai kênh lại một nhé. Cái cầu ở bên cạnh cái jack ba chân tín hiệu, các bạn rút ra kết nối vào. Ok, thì đầu tiên em sẽ test hàng cho anh Bùi Văn Phú. Em sẽ sử dụng cái bài nhạc đây, em sẽ test cho anh nhé. Sẽ test từng kênh một cho anh nhé. Đây, em rút ra từng kênh loa một cho anh. Sản phẩm đầu tiên hoạt động rất là tốt, không vấn đề gì xảy ra. Sau khi test thành công thì bên em còn đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho khách hàng nhé. Đây là cái sản phẩm của anh Phú nhé. Ok. Tiếp theo là cái sản phẩm của anh Bùi Văn Thường. Thank you.
Đây là cái sản phẩm của anh Thường. Ok, và rất cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo.